Chào các em, chúng ta học phần Language Focus trong bài số 11 Traveling Around Việt Nam. Phần Language Focus hôm trước cô có giới thiệu sơ qua rồi, đó là phần phân từ, quá khứ phân từ và hiện tại phân từ. Quá khứ phân từ là động từ ở câu thứ 3, past participle, hoặc là động từ có quy tắc thì thêm ed. Còn hiện tại phân từ thì là động từ nguyên mẫu, các em thêm in vào. Hiện tại phân từ là present participle ha. Cái phần language focus thứ hai chúng ta học đó chính là request with, câu yêu cầu với would hoặc do you mind if hoặc là would do you mind cộng với động từ thêm in. Cái này chúng ta cũng học rồi nha, cho nên cô sẽ làm bài tập luôn trong phần language focus này. Còn đến hồi làm bài tập trong sách Mai Lan Hương á, có những cái kiến thức liên quan tới hai cái phần này nữa thì cô sẽ nói lại cho các em. Ok, phần thứ nhất, look at the people in the schoolyard, Guangdong School. Say who each person is. Nhìn vào những người, tức là hãy quan sát những người trong schoolyard, sân trường, trong cái sân trường ở trường Quang Trung, và hãy nói xem từng người đó là ai. Ok, rồi để làm cái bài tập này thì nó liên quan tới cái language focus đầu tiên, chính là hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Vậy cô sẽ nói sơ về cái phần này cho các em hiểu, để mình làm cái bài tập mình hiểu, mình làm tốt hơn ha. Hiện tại phân từ và quá khứ phân từ. Hiện tại phân từ thì có tên gọi tiếng Anh là present participle, và quá khứ phân từ là past participle. Hiện tại phân từ, các em lưu ý cái định nghĩa của nó này rất quan trọng nha, được thành lập bằng cách thêm in vào sau một động từ chứ? Được thành lập bằng cách thêm in vào sau một động từ. Cố phóng to lên. Hiện tại phân từ hay cụm hiện tại phân từ, hiện tại phân từ hay cụm hiện tại phân từ có thể đứng sau một danh từ hay một cụm danh từ để bổ nghĩa cho danh từ hay cụm danh từ đó. Đó là chức năng của nó ha, công việc của nó, chức năng của nó. Thì người ta, đó cũng là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ. Tại sao lại gọi là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ? Về mệnh đề quan hệ thì lớp 8 các em chưa học, chính thức trong chương trình thì các em chưa học. Nhưng nếu bạn nào đã học ở ngoài học nâng cao rồi á thì các em biết rồi ha. Có ví dụ rút gọn mệnh đề quan hệ là như thế này. Cô ví dụ có hai cái mệnh đề. The boy is reading a book in the library. Một cậu bé đang đọc sách trong thư viện. Và câu thứ hai, he is my friend. Cậu ấy là bạn của tôi. Bây giờ cô sẽ rút gọn cái câu này lại sử dụng mệnh đề quan hệ. Thì mệnh đề quan hệ là những cái đại từ quan hệ như who, whom, who, whom, which, that. Thì ở này hai cái từ the boy và chữ he là hai danh từ giống nhau trong hai câu này. Bởi vậy thì ta sẽ thay chữ he bằng chữ who. The boy đúng chưa? The boy là danh từ. Và thay thế cho cái chữ he này là chữ who. Mình đều quan hệ who. Who đặt ngay sau cái danh từ the boy. Đó, sẽ thành là who. Và người đó thì sao? Người đó is reading a book in the library. Ta đưa viết đến, ta viết xuống. Rồi, viết tiếp lại, viết lại cái vế sau, bỏ chữ he đi. Is my friend, is my friend. Và để mà rút gọn cái mệnh đề này á, thì các em sẽ rút gọn như thế này. Các em sẽ, cô viết lại câu này ha. Các em sẽ bỏ who đi và bỏ y đi. Bỏ who, bỏ đại từ quan hệ và bỏ động từ to be đi ha. Đó, thì nó sẽ còn như thế này. Sẽ thành the boy reading a book in the library is my friend. Đó. Thì cái cụm reading a book in the library là cụm phân từ đứng sau bổ nghĩa cho the boy. Đó, cô đang giải thích cho cái việc hiện tại phân từ là một dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ đó ha. Mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động, ở dạng tiếp diễn, ở thể chủ động ha. Còn ngoài ra thì hiện tại phân từ cũng xuất hiện trong tất cả các thể tiếp diễn nha. Ví dụ thì hiện tại tiếp diễn the boy is playing badminton. Đó,
Thứ hai là về quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ được thành lập bằng cách thêm ed vào sau động từ có quy tắc hoặc động từ ở cột thứ ba của động từ bất quy tắc nha. Đọc đi đọc lại để hiểu giùm cô. Thì quá khứ phân từ hay cụm quá khứ phân từ có thể đứng sau một danh từ hay một cụm danh từ để bổ nghĩa cho danh từ hay cụm danh từ đó, cũng giống như bên trên ha. Đây cũng là trường hợp rút gọn mệnh đề quan hệ nhưng ở thể bị động ha. Và cụm quá khứ phân từ nó đại diện ở thể bị động nha. Thì ví dụ cô phân tích tại sao nó lại là dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ ở thể bị động. Cô lấy ví dụ như thế này, có hai câu như thế này: The toys are made in Japan. Những cái đồ chơi được làm ở Nhật. Đó, thứ hai: They are expensive. Chúng thì rất là đắt. Chúng thì đắt. Vậy thì cô rút gọn, cô viết ở dạng mệnh đề quan hệ đầy đủ là như thế này: The toys, những cái đồ chơi. Which, những cái mà ha, đặt ngay sau cái chữ the toys, are made in Japan, are expensive, được sản xuất ở Nhật thì rất là đắt. Thì rút gọn nó, các em sẽ bỏ which are đi, bỏ đại từ quan hệ và bỏ động từ to be đi, thì các em còn lại là the toys made in Japan are expensive. Đó là dạng quá khứ phân từ của mệnh đề quan hệ ở thể bị động, hoặc nó đại diện cho thể bị động ha, động từ ở thể bị động. Rồi, ngoài ra hiện tại phân từ và quá khứ phân từ có một chức năng nữa, đó chính là làm tính từ, bổ nghĩa cho danh từ ha. Thì cái phần này nếu gặp cô sẽ nói sau, các em nắm được cho cô cái quy tắc dạng rút gọn của mệnh đề quan hệ ở dạng chủ động. Đây, cô bổ sung vào đây cho các em. Thể chủ mệnh đề quan hệ nhưng mà ở thể chủ động ha. Còn bên dưới là mệnh đề quan hệ nhưng mà thể bị động. Ok, chúng ta quay trở lại với bài làm. Thì đây cô làm sẵn cho các em rồi. Đây là 3. The boy sitting to read the book under the shade tree bar. Cậu bé mà đang ngồi đọc sách ở dưới cái bóng cây á là 3. Nếu câu này viết đầy đủ nó sẽ là the boy who, người mà, is sitting, đang ngồi, to read, để mà đọc sách, the book under the shade tree bar. Nếu viết đầy đủ thì nó sẽ là như vậy ha. Còn cái việc mà tách ra hai câu nữa thì khác mà nha, cô đang nói viết đầy đủ ở dạng mình đều quan hệ đó. Rồi, người thứ hai cô nói đến ở đây đó chính là the man, người đàn ông, with the briefcase walking up the stair is Mr. Wang. Người đàn ông với cái túi cái cặp sách ha, cái cặp táp đang đi bộ lên cầu thang, đó là ông Wang. Và nếu câu này viết đầy đủ lại thì nó sẽ là the man with the briefcase is who is walking up the stair is Mr. Wang. Thật ra thì viết đầy đủ lại như vậy nó chưa có đúng ra. Nếu chữ who thì sẽ đặt ngay sau chữ the man đó, và chữ đây chắc chắn sẽ đưa ra sau ha. Thì các em hiểu cho cô là này nó viết rút gọn lại rồi ha, rút gọn lại rồi. Đang đi bộ lên cầu thang, hoặc là đi bộ lên cầu thang thì nó rút gọn ở dạng chủ động mà đó. Không cần ở thi tiếp diễn, chỉ cần ở dạng chủ động vẫn rút gọn được. Câu này đây cô liên đi. The woman wearing the yellow traditional dress is Miss Liên. Người phụ nữ mà đang mặc cái áo dài truyền thống màu vàng đó là cô Liên. Và nếu câu này viết đầy đủ lại thì nó sẽ là who is wearing đó, nhưng mà người ta rút gọn đi thì sẽ rút gọn đại từ quan hệ và động từ to be đi. Tiếp theo nói tới nam. The boy, nếu mà đầy đủ sẽ là who is wearing luôn, đúng chưa? Nhưng mà cô rút gọn đi. Đó. The boy wearing the red scarf, đeo khăn quàng đỏ, and talking with Miss Liên is nam. Và nói chuyện với cô Liên đó chính là nam. Đây. Nói hai cô gái này trước. There are two girls playing chess. Nếu mà two girls có hai cô gái, những người mà, nếu mà đầy đủ sẽ là who are playing chess, đúng chưa?
The right is Nga, người bên phải là Nga, and the left is Hoa, và người bên trái là Hoa. Nhưng nếu nhưng rút gọn, cô rút gọn đi, thì nó như thế này. Ha? Bỏ who và bỏ động từ to be đi. Câu này cũng vậy. The girl is the girl who is seeing the chess is Lan. Đó. À, như vậy nhưng mà cô rút gọn nó đi thì nó còn như thế này, dùng gọi là dùng cụm hiện tại phân từ. Đây mới nói đến hiện tại phân từ thôi nha các em. Bài tập này chưa có quá khứ phân từ. Để cô nói lại cái câu của ông Quang này. Tại sao cô lại nói chỗ này cô? Chỗ này nếu như cô muốn đặt who. Cô muốn đặt who ha. Who is walking đó thì cô phải đặt như thế này. Rồi rồi cô mới đưa cái cụm này về phía sau. Đó, đưa cụm này về phía sau viết như thế này mới là đúng mệnh đề quan hệ. Nhưng các em chưa học mệnh đề quan hệ cho nên cô sẽ không nói nữa, không nói về mệnh đề quan hệ nữa. Bỏ, lược bỏ, loại bỏ đi. Loại bỏ đại từ quan hệ và động từ to be đi. Các em hiểu như vậy là được rồi. Còn cái cụm này, người ta đặt nó ở trên đó thì không có liên quan gì tới mệnh đề quan hệ, thì chúng các em vẫn cứ đặt ở đó ha, không có thay đổi gì cả. Rồi. Ok, tạm ngưng ở đây đi ha. Qua video tiếp theo cô sẽ làm phần 2.